Và người còn lại thì có quyền tự hào về tất cả những cái gì mà mình đã làm được. Ngay tại lúc này đây, tôi nghĩ về gia đình tôi, về tất cả những người thân yêu nhất và ban nhạc The Zoo của mình. Một cuộc chơi thì có kẻ thắng kẻ thua, tôi sẽ chiến đấu hết mình. Tôi muốn làm cho tất cả những người thân yêu tôi sẽ được tự hào. Hiện tại bây giờ thì mình không có một cái chút lo sợ gì cả, mà ngược lại đó là một cái cảm giác rất là hào hứng, như là nó có cái ngọn lửa đang cháy trong cơ thể mình và nó khiến mình muốn lao ra sân khấu ngay bây giờ. Cuộc đấu sẽ trở nên căng thẳng và quyết liệt hơn khi hai đối thủ hiểu nhau quá rõ. Đó là Nguyễn Quân, người đã khiến cả bốn vị huấn luyện viên phải xoay ghế. Đối đầu với anh là người bạn thân Nhật Quang, người đã đi tìm cho mình một cơ hội mới trên con đường âm nhạc. Và cuộc đấu bắt đầu. Her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. Oh, she's so beautiful, I love Della every day. Yeah, I know when I compliment her, she won't believe me. It's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I'll say, when I see your face, it's not a thing that I would change. Because you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stands for a while. Because you're amazing, just the way you are. Her lips, and a kiss more days. She left me her life. She hates me, I think it's so sexy. But she's so beautiful, and I tell her every day. Oh, you know, I never ask you to change. It proves what you're searching for, and you stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I'll say, when I see your face, it's not a thing that I will change. 'Cause you're amazing, just the way you are. When you smile, you're amazing, just the way you are. The way you are, the way you are. 'Cause you're amazing, just the way you are. The way you are, just the way you are. The way you are, just the way. Because you're amazing, just the way you are. Yeah. Xin chúc mừng Nguyễn Quân và Nhật Quang. Phần trình diễn của các bạn khiến huấn luyện viên của mình có thể tự hào. Xin chúc mừng huấn luyện viên Quốc Trung. Và tôi mời người có vẻ là phấn khích nhất, xin mời huấn luyện viên Mỹ Linh, xin mời chị lên tiếng đầu tiên. Chị có thể dùng được một từ để tả cái phần biểu diễn của hai bạn, đó là tuyệt vời. Hai bạn thực sự đã
gây cho tôi rất là nhiều cảm xúc trong vòng giấu mặt của các bạn. Và hôm nay thì các bạn giữ nguyên cái cảm xúc ấy. Xin cảm ơn chị. Và chúng tôi muốn nghe những lời nhận xét của huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng. Đây là một tiết mục đúng nghĩa song ca. Tôi thấy cái sự cân bằng về giọng hát và bè phối, ngay cả những ngón đàn của hai bạn nữa, tất cả đều trên điểm 10 hết. Với Quân thì tôi thấy cái tính nghệ sĩ nhiều hơn. Tuy nhiên về giọng hát thì Quang sắc hơn một chút. Nếu mà tôi được chọn thì tôi chọn cả hai. Xin cảm ơn huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng và huấn luyện viên Hồng Nhung, hãy có thêm đôi lời về phần song ca vừa rồi. Vừa rồi tôi ngồi xem ấy, như là một khán giả, và tôi hoàn toàn được thưởng thức tiết mục này như là một phần biểu diễn chuyên nghiệp. Thực sự thì tôi rất là lo lắng sẽ phải đưa ra một cái quyết định. Việc xếp hai em vào một cặp thì sẽ rất nhiều người nghĩ là tôi rất là ngu ngốc. Nhưng mà thực sự chỉ có hai em có thể hát một bài song ca như vậy. Tôi rất là quý cái tố chất nghệ sĩ của hai em. Tôi sẽ dành một suất học bổng để học Music Production tại trường MPU của nhạc sĩ Đức Chí cho người không đi tiếp. Tôi hy vọng một trong hai sẽ có điều kiện được phát triển hơn. Tôi sẽ sướng tên người không đi tiếp và dành suất học bổng của tôi. Tôi sẽ dành suất học bổng đấy cho Nguyễn Quân. Thưa quý vị, chiến thắng ở phần đấu này là Nhật Quang.